Các bạn thân mến, tôi đang có mặt ở khuôn viên nhà thờ Vườn Xoài vào những ngày cuối năm. Hôm nay là thứ hai, nhóm cắt tóc tự nguyện, thiện nguyện đã có mặt để hớt tóc miễn phí, hớt tóc không đồng cho những người nam và nữ không phân biệt nhé, già trẻ cũng không phân biệt, với giá không đồng. Việc hớt tóc này đã kéo dài hơn một năm nay, tức là từ sau khi quán cơm mở một thời gian ngắn thì nhóm hớt tóc đã đến xin cha và đã được thực hiện hàng tuần. Đầu tiên là ngày thứ sáu, sau đó phát triển thêm ngày thứ hai, và bây giờ thì thưa các bạn là duy trì luôn hai ngày, thứ hai và thứ sáu. Hôm nay là những ngày cận Tết, tức là cận những ngày cuối năm. Thưa các bạn, khuôn viên nhà thờ Vườn Xoài đang được trang trí Tết thay cho cái mùa Noel vừa qua. Đấy, các bạn thấy rất là đẹp. Những cái trang trí này sẽ lần lượt trưng và tiếp tục cho đến ngày mùng 1 Tết sẽ được hoàn, ngày 30 Tết sẽ là hoàn chỉnh. Như vậy tôi muốn giới thiệu các bạn cái hoạt động hớt tóc thiện nguyện này sẽ duy trì từ thứ hai, ngày thứ hai và thứ sáu hàng tuần, cùng với cái giờ ăn cơm của quán cơm Tình Thương. Thưa các bạn, quán cơm Tình Thương cũng sẽ hoạt động tới cận Tết và nghỉ, qua Tết mới mở lại, thì hớt tóc thiện nguyện cũng sẽ theo cái chương trình đó, cũng sẽ nghỉ một thời gian. Thưa các bạn, hôm nay tôi chỉ quay cái góc xa như thế này bởi lý do là thứ sáu này thì cái đội hớt tóc sẽ đông đảo hơn, số người chờ cũng sẽ đông hơn. Xin phép các bạn tôi dừng cái video clip ở đây để cho mọi người tự nhiên, không bị ngại trong vấn đề mà có mặt trong khuôn hình. Và mùa xuân đang đến thì chúng ta cũng nên có một cái mái tóc đẹp, một cái khuôn mặt mới. Và với điều kiện hiện nay kinh tế xã hội thì chúng ta có được những nơi hớt tóc thiện nguyện, hớt tóc không đồng như thế này thì cái chi phí rất là đỡ. Nhóm hớt tóc sẵn sàng hớt cho mọi lứa tuổi, mọi thành phần, không phân biệt, và mong mời các bạn đến trải nghiệm hớt tóc miễn phí, hớt tóc không đồng tại khuôn viên nhà thờ Vườn Xoài vào mỗi sáng thứ hai và thứ sáu, cùng với thời gian và trước thời gian mở cửa quán cơm Tình Thương, có thể là bắt đầu từ 8-9 giờ cho đến khi hết khách khoảng 12 giờ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Xin chào, hẹn gặp lại trong những video clip sau. Xin cảm ơn.